tìm cách lừa mẹ. Khổ, bà ốm nặng thế này phải gọi con cháu về chứ, thân già lủi thủi một mình. Ban ngày thì hàng xóm còn giúp được, chứ ban đêm ngủ một mình ai mà biết thế nào mà nói trước. Bác biết đây, tôi có mỗi thằng con lập gia đình ở tận trong Nam, tôi buồn lắm. Bao lâu nay nó chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Hôm trước tôi có gọi bảo nó cho lũ trẻ về chơi mấy ngày, nó kêu bận chưa có về được. Sao có thể thế được? Không lẽ cậu ấy coi tiền bạc còn quan trọng hơn cả người đã đứt ruột sinh ra mình hay sao? Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, tôi cũng dạy dỗ nuôi nấng nó ăn học tử tế. Nhưng phải cái thằng con nó như vậy, biết làm sao được. Thằng này từ xưa tới nay, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, có bao giờ nghĩ đến mẹ nó đâu. Thằng Hùng này cũng thật quá quắt mà, chẳng biết chừng tới lúc bà cụ nhắm mắt xuôi tay rồi á, nó cũng không định vác mặt về. Khổ thân cho bà cụ, hay là... Này! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chúng con về rồi đây! Hùng, về đấy à? Sao về mà không báo trước vậy con? Cháu chào bà. Mẹ thế nào rồi? Sao hôm trước còn kêu bận mà không về được nữa mà. Mẹ này, sao mẹ để nhà cửa thế này? Phải khóa cửa trong cửa ngoài cho chắc chắn, chứ kẻ gian nó lẻn vào thì sao? Cả mấy cánh cửa sổ này nữa, phải gọi người đến lắp thêm chốt và thêm lớp kính vào nữa. Ôi không cần đâu con, mẹ ở vậy mãi có sao đâu, cũng không có gió lùa vào đâu mà sợ. Không phải là gió mái gì đâu, mà là trộm cắp cơ. Trời ơi, cái thân già này có gì mà trộm với cắp chứ. Lại còn giả vờ giấu mình nữa chứ. Để mai con mua cho mẹ mấy cái áo mới, chứ ai lại ăn mặc xòe xòa thế này. Thôi, già rồi, mặt đẹp mà làm cái gì? Không được, trước thì không sao, chứ giờ thì khác rồi. Người ngoài nhìn vào lại bảo... Bà Hiên ơi, sức khỏe bà hôm nay sao rồi? Vâng, các bác sang chơi. Ủa, con cháu bà đã về rồi đấy à? Cảm ơn các bác, có chúng nó về chơi tôi cũng đỡ. Họ hay sang đây chơi lắm hả mẹ? Họ ngày nào cũng đảo qua mấy lượt, nhất là mấy ngày hôm nay. Mẹ thì ho nhiều, thi thoảng họ lại sang hỏi thăm. Tôi sợ mẹ buồn nên sang ngồi nói chuyện muộn mới về. Người đời tốt quá nhỉ. Nếu không phải mẹ có hơn 1 tỷ thì hãy đợi đấy, mẹ không cẩn thận khéo bị lừa đó. Còn nói cái gì vậy? Ai lừa mà hơn 1 tỷ nào chứ? Thôi mà, mẹ cứ giấu con làm cái gì nữa. Mẹ vừa trúng số độc đắc hơn 1 tỷ đấy thôi. Số tiền lớn như thế mà mẹ chẳng thèm nói gì với con. Nghe người ta nói, chúng con mới ngớ người ra. Trời, thì ra là vậy hả? Quái lạ, suốt từ hôm mình về đến giờ chẳng thấy bà cụ đá động vì đến chuyện tiền nong gì cả. Mẹ không cần quần áo mới làm gì? Bà có coi mình là con đâu cơ chứ. Đã thế thì cũng không cần. Mẹ này, có lẽ mà chúng con xin phép về Nam. Nếu không ở được thì các con đi. Sao, mẹ không coi con là con của mẹ nữa à? Một khoản tiền lớn như thế, mẹ không cho được lấy 1 xu. Mẹ định để dành cho mấy bà hàng xóm chắc. Bà Hiên ơi, cháu mới nhờ người cắt hộ được mấy thang thuốc, mang sang bà sắc thử uống xem thế nào. Anh chị định mai đã đi rồi sao? Vâng, công việc không bỏ được. Với lại cũng phải vào để mua mấy tờ vé số, xem vận may có được mấy tỷ như mẹ tôi không chứ. Anh Hùng này, tôi có chuyện riêng muốn nói với anh. Tôi nghĩ không thể giấu anh mãi được. Đã tới lúc anh phải biết toàn bộ sự thật. Bà cụ chẳng có trúng số má gì đâu. Bà nằm bẹp suốt ngày, đi đâu mà mua xổ số?
Chẳng qua thấy... Kỳ nói gì mà nghe lạ vậy? Có thể anh không tin, nhưng đó là sự thật. Và còn một sự thật nữa, đáng sợ hơn thế nhiều. Mẹ của anh đang bị ung thư giai đoạn cuối, chẳng còn được mấy thời gian đâu. Thế mà con cháu chẳng có ai. Sao có thể như thế được chứ? Tại sao mẹ tôi lại không nói gì với tôi chứ? Đấy, chuyện là thế đấy. Trời ơi. Tập trung vào cơ hội. Chào buổi sáng, cậu Thomas. Chào bác, lấy cho cháu tờ báo mới với ạ. Sáng nay đã có một số nhà khoa học trẻ ngang qua đây, và họ đều rất hào hứng khi đọc cùng một bản tin. Tôi đoán cậu cũng sẽ như vậy. Ôi, bác làm cháu hồi hộp quá. À, chính là tin này. Cháu nhất định sẽ đến buổi phỏng vấn. Cháu đã dõi theo các công trình nghiên cứu của giáo sư George Gray bấy lâu nay và rất ngưỡng mộ. Cháu muốn làm phụ tá cho giáo sư bác ạ. Tôi đã nói rồi mà. Chúc cậu may mắn và thành công, Thomas. Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức. Tôi đã đọc rất nhiều sách, có đến hàng chục cuốn về điện tính trước khi đến đây. Tôi từng học tại trường đại học và có một số bằng sáng chế. Tôi rất bài bản và chắc chắn giáo sư cần những người như tôi. Có rất nhiều các nhà khoa học trẻ và tài năng ở đây. Xin chào các ứng viên. Trung tâm nghiên cứu George Gray rất vui được đón tiếp các nhà khoa học trẻ có mặt tại đây. Giáo sư George Gray yêu cầu tất cả các ngài chờ ở đây cho đến khi được gọi vào để phỏng vấn. Cảm ơn và xin chúc các ngài may mắn. Mình đã chờ đợi giây phút này biết bao. Thật hồi hộp nhưng cũng thật hào hứng. Mình thật sự muốn được giáo sư chọn vào làm phụ tá cho việc nghiên cứu truyền điện tính. Mình không được lo lắng mà phải thật cố gắng. Giáo sư George Gray đang làm gì ở trong đó vậy nhỉ? Đã nhiều giờ trôi qua rồi, không một ai trong số chúng ta được gọi vào phỏng vấn cả. Đúng đấy, thật đáng ngờ. Cậu ta điên thật rồi, thật bất lịch sự. Chẳng phải thư ký đã thông báo là chỉ được vào khi giáo sư gọi thôi hay sao? Thật đáng thương, hắn chẳng có đủ kiên nhẫn như chúng ta. Thế nào rồi cũng bị giáo sư đuổi ra thôi. Chúng ta cứ chờ rồi sẽ thấy, nhanh thôi. Kính chào giáo sư George Gray. Chúng tôi đang đợi tới lượt được giáo sư gọi phỏng vấn đây ạ. À, xin chào các nhà khoa học trẻ. Cảm ơn các bạn đã đến tham dự buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Nhưng tôi đã tìm được người phụ tá thật sự có năng lực cho mình rồi. Chính là anh Thomas Edison đây. Xin lỗi giáo sư, nhưng như thế thì liệu có công bằng với tất cả chúng tôi không? Đúng thế, chúng tôi đã chờ đợi rất lâu, mà đến cả cơ hội để được chứng tỏ bản thân cũng không có. Trong khi anh ta... Các bạn đã không để ý, nhưng từ khi mọi người bước vào đây, máy điện tính của tôi đã liên tục đánh một dòng thông báo bằng tín hiệu như thế này. Nếu bạn giải mã được lời nhắn này, hãy bước vào gặp tôi. Tôi biết mọi người ở đây đều rất giỏi, nhưng chỉ có một cơ hội, và người biết tập trung vào mục tiêu chính khi đến đây đã giành được cơ hội đó. Thomas Edison đã trở thành phụ tá đắc lực cho giáo sư vật lý nổi tiếng George Gray. Sau này, Thomas Edison trở thành nhà phát minh vĩ đại với gần 2.000 phát minh, sáng chế, đóng góp to lớn cho sự phát triển khoa học của nhân loại. Thần tượng của con. Vi,
Cuối tuần sau nhóm nhạc thần tượng New Day sẽ đến nước mình biểu diễn đấy. Thế à? Nhưng tớ làm gì có tiền mua vé. Tớ sẽ xin tiền ba mẹ mua vé đi xem. Tiền cho con đóng tiền ăn trưa ở trường đây. Sáng mai nhớ nộp ngay, kẻo để lâu dễ mất nghe con. Dạ, mẹ ơi. Gì thế con? Dạ, mẹ cho con xin tiền đi xem ca nhạc nha. Không được, con không được xem mấy chương trình vớ vẩn ấy. Ở nhà lo học bài đi, năm nay cuối cấp rồi đấy. Nhưng mà một năm mới có một lần mà ba. Các anh chị ấy hát hay lắm. Hay ho cái gì chứ? Mấy bài hát nhắn nhít, ăn mặc thì không giống ai. Con đừng có đam mê mấy thứ vô bổ ấy. Ở nhà học bài đi. Ba. Mẹ thấy bà con nói đúng đấy. Mẹ cũng không ủng hộ cho con đi đâu. Một tuần sau. Alo. Dạ, xin cô giáo cứ nói ạ. Có chuyện như vậy kia à cô? Dạ, tôi sẽ hỏi lại mẹ cháu và thông báo cho nhà trường. Cảm ơn cô. Cô giáo chủ nhiệm lớp Phương vừa gọi điện, nói con chưa đóng tiền ăn trưa ở trường. Trong lớp học, thường mất tập trung hay chểnh mảng. Chắc chắn là nó có chuyện rồi. Phương à. Dạ. Con không học bài mà xem cái gì thế kia? Con định học bài đấy ạ. Cô giáo con vừa gọi điện tới, nói con chưa đóng tiền ăn trưa, học hành sa sút, có đúng thế không? Con. Phương, hóa ra con lấy tiền ba mẹ cho đi mua vé xem ca nhạc. Ba mẹ đi làm vất vả như thế là để kiếm tiền cho con đi học, chứ không phải đi xem mấy cái thứ vớ vẩn ấy. Ba. Thôi, không nói nhiều. Con không được phép đi xem chương trình ca nhạc đó nữa. Ba. Ba, vé ca nhạc của con. Từ giờ ở nhà, không đi đâu hết, nghe chưa? Phương à, xuống ăn cơm thôi con. Em thử Linh gọi con xem sao. Anh ơi, con bé không có ở trong phòng, có vẻ như nó đi từ sớm. Chắc chắn là nó đi xem ca nhạc rồi. Con với cái, không biết nghe lời. Thật không hiểu nổi nó nữa. Mấy cái thứ ấy có gì mà khiến nó đam mê thế? Lần này anh phải phạt nó thật nghiêm khắc. Chị Thủy, mời chị vào trong nhà chơi đã. Thôi, tôi có chút việc đi qua đây. Tiện vào nói chuyện với anh chị để anh chị khỏi lo lắng. Có chuyện gì vậy ạ? Sáng nay cháu Phương có sang chơi với con bé Vi nhà tôi. Tôi thấy con bé rất buồn, còn khóc nữa. Hóa ra nó sang chơi với cái Vi. Thế mà chúng tôi tưởng nó lại trốn đi xem mấy cái anh thần tượng thần tiết gì rồi. Có phải vì thế mà con bé buồn không? Cháu còn nói với cái Vi rằng là không muốn về nhà. Còn Phương hư quá rồi. Xé của nó một cái vé ca nhạc mà nó dám nói như thế sao? Sao cơ? Anh xé vé xem nhạc của cháu Phương sao? Lúc đó tôi bực quá chị ạ. Với lại phải làm thế mới cấm được nó đến xem buổi ca nhạc đó chứ. Bé Phương thần tượng một ai đó là hết sức bình thường ở tuổi các cháu anh chị ạ. Chúng ta phải từ từ bảo ban các con thôi. Cấm đoán các cháu sẽ phản tác dụng, thậm chí còn làm các cháu bị tổn thương tâm lý nữa. Chị Thủy, vậy con bé nhà chị có như vậy không? Có chứ ạ. Hôm trước bé Vi về cũng năn nỉ xin tiền mua vé xem ca nhạc. Nhà tôi đồng ý với điều kiện là con bé phải làm hết bài tập về nhà và có kết quả học tập tốt. Con bé đã rất vui vẻ đồng ý. Sau đó con bé đã tự động hủy xem ca nhạc vì còn bận làm bài tập nhóm đấy chị ạ. Xem ra chúng tôi phải học tập nhà anh chị rồi. Chúng tôi đúng là giận quá, không suy xét kỹ càng. Có lẽ con bé Phương buồn lắm. Chỉ cần anh chị nhẹ nhàng giải thích, khuyên bảo là con bé sẽ hiểu ra thôi. Đứa trẻ nào cũng xem ba mẹ mình là nhất mà. Hy vọng là vậy. Lát nữa chúng ta cùng sang đón con về anh ạ. Ừ, phải rồi. Hồ Ly giữ bình. La 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 la. Nắng đẹp như rót mật. Thích quá, thích quá. Có chuyện gì thế nhỉ? Đừng hòng cậy to xác mà bắt nạt được chúng tôi nhé. Có dở thì mau dậy hút nữa đi. Xem mèo nào cắn miểu nào. Ơi, sao lại đánh nhau thế này? Có chuyện gì thì từ từ nói chứ. Cậu tránh ra, chúng dám xúc phạm tớ. Là đồ to xác nhưng mà ngu ngốc. Hôm nay tớ sẽ chứng minh cho chúng thấy tớ không phải là người như vậy. Cá khu rừng này ai mà chả biết điều đó. Lợn rừng mà còn đòi học phép tính nữa chứ. Chuyện thật là đất cười. Các cậu đi chỗ khác đi. Chế diễn người khác như vậy chẳng có gì là hay cả đâu. Cả cậu nữa ấy, chơi với nhau cũng cùng một ruột cả. Vừa lùn vừa xấu tính còn bày đặt lên giọng. Liêu liêu.
Để tớ cho chúng một bài học, chúng còn dám nói cả cậu nữa. Thôi, bỏ qua đi. Không học nữa, đằng nào cũng mang tiếng là ngu ngốc rồi. Ra là cậu đang học tính, xong rồi cái bọn chúng xúm lại treo hả? Ồ, nhưng đúng là tớ ngu ngốc lắm phải không? Cả khu rừng này ai cũng coi thường tớ như vậy cả. Bận tâm đến lời chế giễu của người khác rồi gây chuyện làm gì? Thôi, để tớ nhổ mấy cái gai nhím này ra giúp cậu trước đã nhé. Đau lắm phải không? Ồ, đói quá, tớ phải đi tìm đồ ăn đã. Từ sáng tới giờ chưa có cái gì vào bụng hết. Thế chúng mình đến bìa rừng phía bên kia đi. Ở đó có nhiều khoai lang lắm. Nhìn chỗ trú mưa thôi. Nhìn đây, hình như bên trong có một hang động. Ồ, thế chúng ta có vào đó không? Cứ vào đây xem bên trong có gì, vào trong này sẽ ấm áp hơn đấy. Cái gì vậy sóc nhỏ? Có ai ở trong đó không? Tại sao hai ngươi lại cả gan vào hang của ta? Chúng tôi đi ngang qua đây, gặp cơn mưa lớn nên xin vào đây trú nhờ, mong hai anh cho phép. Thì ra chỉ là hai kẻ trú nhờ, nhưng đây không phải là chốn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nếu chúng tôi có làm phiền thì chúng tôi xin phép cáo từ. Trước từ sáng chúng tôi chưa kịp kiếm ăn, nếu cứ ở đây thế này thì chết đói mất. Muốn có đồ ăn thì hãy chơi một trò chơi, các ngươi có đồng ý không? Nếu thắng, ta sẽ cho các ngươi ăn quá thích và thoát ra khỏi đây. Còn nếu không, ta sẽ giữ các ngươi lại để trong hang này. Trò gì vậy? Ở đây có hai cái bình của hai đứa ta. Một cái bình bên trong đựng đồ ăn, một cái bình là rỗng không. Các ngươi chỉ được phép sờ vào cái bình mà chỉ được dùng cách quan sát để chọn một trong chúng. Phải rồi, hãy nhớ lấy luật chơi. Chưa có kẻ nào thắng được trò chơi này mà thoát ra được khỏi đây cả. Nào, hãy suy nghĩ đi. Bọn chúng là loài gian tham, thảo nguyện, chúng ta sẽ không chạy thoát được đâu. Khoan đã, tớ sợ chúng có âm mưu gì, chúng ta cứ thử nghĩ xem. Làm sao mà đoán được? Cứ thử đi, chúng giống nhau thế này cơ mà. Nào, thử chọn đi. Tớ đã có cách này. Bên này có một cái đựng đầy ắp đồ ăn, một cái là trống rỗng phải không? Nhưng theo ta thấy thì hai cái bình này khẳng định đều là bình không. Các ngươi chỉ định bày ra trò này để lừa chúng ta. Xưa nay Hồ Ly đã mang tiếng là gian xảo, độc ác. Lão toét, cái bình của ta không phải là bình rỗng. Đồ ăn của ta luôn đựng đầy ắp trong đây. Wow, cậu giỏi thế. Làm sao mà cậu lại biết trong bình này có đồ ăn? Con hồ ly nào có cái bình trống rỗng, thế sợ nhất là người ta nói đó là cái bình không. Ngay khi nghe người ta nói thế, nó sẽ cãi lại bằng được, không lừa gạt người khác để mong người ta sẽ chọn nó, vô tình lại bộc lộ điểm yếu của mình. Thấy còn cái bình kia, tại sao ngươi lại vội khẳng định nó là bình chứa thức ăn? Còn bình nào có của, dù tớ có nói gì, kể cả nói nó trống không thì nó cũng sẽ mặc kệ, chẳng cần bận tâm tới ai nói cái gì cả. Quả đúng là như vậy, ngươi quả đúng là một chú sóc thông minh. Ta sẽ cho hai ngươi chiếc bình coi như phần thưởng. May mà chúng ta đã thoát được khỏi cái hang ấy, lại còn được cả cái bình đồ ăn nữa. Thấy qua chuyện này rồi, cậu có học được gì không? Tớ hiểu rồi, khi ta mặc cảm, tự ti về điều gì đó nhất sẽ khiến ta chú tâm vào phương diện ấy nhất. Người tự tin vào chính mình thì cần gì chứng minh đối với người khác, giống như vầng mặt trời kia, không cần phải đốt lên thật nhiều ngọn nến cho tăng thêm ánh sáng. Đúng rồi, cậu có khả năng riêng của cậu mà nhiều khi người ta không biết được. Vậy từ nay việc gì phải bận tâm đến những gì người khác nói về mình rồi buồn phiền cơ chứ? Phải rồi, từ nay tớ sẽ chăm chỉ học phép tính. Tớ sẽ không bận tâm khi người khác chế giễu tớ là kẻ ngu ngốc nữa. Tình bạn của gà tía. Thank you.
con thơ ở nhà. Xin bác hãy tha cho tôi đi. Gà tía ơi, cậu hoàn hồn lại đi, con rắn đi rồi. Ôi trời, lại một con diều hâu ư? Cậu đừng có sợ, tớ là người tốt đến cứu cậu đấy. Không có tớ thì cậu đã làm mồi ngon cho con rắn kia rồi. Sao, cậu cứu tôi á? Đúng vậy, tớ bay qua đây, thấy cậu sắp nguy khốn, tớ không thể nhắm mắt làm ngơ. Cậu không tin chứ gì, cũng phải thôi, bởi xưa nay chúng tớ là kẻ thù của dòng họ nhà cậu mà. Nhưng chuyện ấy đã xưa lắm rồi, chúng tớ bây giờ luôn coi loài gà các cậu là bạn hữu thân thiết. Cũng phải nhỉ, nếu không thì cậu đã bắt gọn tôi rồi. Chứ còn gì nữa, thôi nào, có duyên mới gặp đấy, chúng ta kết làm anh em nhé, làm bạn với tớ, từ nay cậu khỏi sợ khối đứa bắt nạt đấy. Đồng ý, cảm ơn cậu diều hâu tốt bụng, mai có cậu đấy, không thì tôi đây đã mất mạng. Mấy hôm sau, này anh kia, anh đến đây làm gì? À, tôi là bạn thân của gà trống tía, tôi đến thăm anh ấy đây mà. À, anh diều hâu, anh đến rồi đấy à. Đấy, anh thấy chưa, chúng tôi thân thiết lắm. Đúng thế anh mèo ạ, không phải người lạ gì đâu, chúng tôi là chỗ thân thiết đấy. Dù sao thì anh cũng phải cẩn thận đấy. Không đâu, anh không biết rồi, mạng này của tôi là nhờ anh diều hâu cứu đấy. Thôi, tôi dẫn anh ấy đi thăm thú chút đây. Tôi mất thằng cháu bé rồi. Con ơi, con ở Út đâu? Ơi, Út ơi. Con ơi, con ở đâu? Nhà chị thế mà đoán. Thôi, đừng quá đau buồn. Chắc nó đi lạc rồi lại về ấy mà. Ôi. Anh diều hâu nói đúng đấy. Chắc nó đi lạc rồi lại về thôi mà mình. Mấy hôm sau, không thấy thằng Ba và thằng Tư đâu nữa rồi mình ơi. Cậu phải chú ý trông nom lũ trẻ chứ tía. Thôi được, tôi sẽ hỗ trợ cho. Đi ngay, đồ chim cắt độc ác. Anh diều hâu tốt bụng quá. Tôi mất bốn cháu bé rồi. Ôi trời ơi, các con của tôi. Đứa độc ác nào đã bắt mất cả thằng hai đi rồi. Mày đã sơi chúng chưa đấy? Tao sơi hai con rồi, còn hai con tao nhốt trong hốc cây đằng kia phần mày đấy. Được lắm. Kẻ nào tàn ác quá. Ôi con tôi. Ba, mẹ. Ôi con tôi. Thằng diều hâu chỉ đường cái thằng cắt đấy. Anh chị cứ tin nó cho lắm vào. Đã thấy tai họa chưa? Nào có ai ngờ được, mồm nó dẻo quẹo mà tâm nó thì gian tà, độc ác quá. Vợ chồng tôi cả tình quá nên mới bị nó lừa. May mà có anh mèo biết rõ. Hiểu ra bây giờ cũng đã là muộn, nhưng anh chị nên rút kinh nghiệm, dạy cho con cháu mình nữa. Muôn đời diều hâu vẫn là kẻ thù của gà thôi. Đừng vì những lời ngọt nhạt mà mắc mưu kẻ xấu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.